các hợp đồng với cả dự án lớn con đã soạn thảo xong rồi đấy ạ. Con đưa cho anh Tuấn rồi. Còn chiều nay công ty mình sẽ ký kết hợp đồng với công ty Divu. Có gì phát sinh con sẽ báo với bố sau. Con gái bố vất vả quá rồi. Vừa làm việc ở công ty lại về nhà nội trợ. May mà có con gái, chứ không bố chả biết xoay sở thế nào. Thời gian này nhiều dự án quá, bố mệt mỏi lắm. Sắp đến 100 ngày của mẹ. Mi này, mẹ con mất cũng đã được một thời gian rồi, nên bố nghĩ sắp tới con sẽ có thêm một người mẹ nữa. Bố định không nói, nhưng con lớn rồi, bố sẽ nói chuyện với con nghiêm túc về vấn đề này. Nhưng mẹ mất còn chưa được 100 ngày mà bố. Với lại con thấy cuộc sống bây giờ của mình cũng tốt rồi. Con nghĩ không cần thêm ai trong cái ngôi nhà này nữa đâu ạ. Mi, con đừng mãi trẻ con như thế. Bây giờ thì vậy, mai này con đi lấy chồng, con phải thương cho bố nữa chứ. Rồi tuổi già ập đến, người ta mới là người thiệt thòi đấy con ạ. Thôi được rồi ạ. Mặc dù con chưa biết cô ấy là người như thế nào, nhưng mà con đồng ý vì bố đấy nhá. Nhưng con có một điều kiện. Bố con mình phải lo xong 100 ngày cho mẹ thì bố hãy dẫn cô ấy về. Con muốn lo xong xuôi 100 ngày của mẹ thì mới có người phụ nữ khác về nhà này. Được, bố xin hứa. Giờ thì con ăn đi cho nóng. Mi, con về giờ đây à? Vâng, cơm luôn con. Đây là... Bố xin giới thiệu với con gái. Đây là cô Hà, sẽ là mẹ kế của con. Bố đã hứa với con sau 100 ngày của mẹ bố mới đưa cô ấy về mà. Thôi nào con, đằng nào cũng là người một nhà, trước lạ sau quen. À, mà hôm nay á, cô Hà một tay chuẩn bị hết tất cả các món ăn đấy con ạ. Nghe bố cháu bảo cháu thích ăn món thịt kho tàu nhất, nên hôm nay cô làm cho cháu đấy. Biết là hôm nay 100 ngày mẹ cháu, cô cũng định không đến, nhưng mà... Cô biết là không nên đến, sao cô còn đến? Ăn đi mình. Mà cái này cô cho hạt tiêu à? Cả cháu và bố cháu đều không ăn được hạt tiêu. Lần sau cô xào rau ấy thì đừng có cho dầu hào vào, khó ăn lắm. Mi! Kìa anh, nó còn trẻ con. Lần sau cô sẽ để ý. Con ăn xong rồi, con xin phép. Thôi, anh vào xem con nó thế nào. Để ngoài này tí nữa em dọn. Anh vào xem lại nhé. Thái độ của con khi nãy là sao vậy hả? Bố biết là con không muốn có người phụ nữ lạ ở trong nhà mình, thế nhưng con cũng không nên hành xử theo kiểu trẻ con như vậy. Cô ấy là lần đầu tiên đến nhà mình. Con mau ra xin lỗi cô ấy đi. Nhưng mà... Thôi nào, có lỗi thì phải xin lỗi chứ. Ở công ty, con đường đường là một giám đốc, dưới tay con cả 100 nhân viên. Thế mà khi về nhà, cái tính tình của con vẫn cứ như trẻ con. Bố này. Vừa mới về mà đã coi mình như ô xin. Đã nấu cho mà ăn rồi còn ong ẹo. Cứ đợi đấy, rồi tao có đến ngày tao cho sáng mắt ra. Tao cho ra đường cả lũ. Đúng là còn hầm. Cô vừa nói gì cơ? Cô bảo là cô cho ai ra đường cơ? Không,
Cô có nói gì đâu. Cô nói dối. Rõ ràng cháu nghe cô bảo sẽ cho cả lũ ra đường. Trước mặt bố cháu thì cô giả vờ quan tâm, yêu thương cháu. Sau lưng thì lại chửi rủa. Hóa ra đấy là mục đích của cô à? Cô được lắm. Cô xin lỗi. Cô biết là cháu không thích cô, nhưng cô cũng chỉ quan tâm giúp đỡ cháu thôi. Nếu cô làm sai thì lần sau cô sẽ sửa. Cháu đừng mắng cô như thế có được không? Bố đã nói với con thế nào rồi? Bố không biết đâu. Cô ta không như bố nghĩ đâu. Cô ta chỉ lợi dụng tình cảm của bố để đạt được âm mưu thôi. Âm mưu của cô ta là chiếm cả cái gia đình nhà này đấy. Cô ấy bị chảy máu tay, sao con không vào lấy bông băng ra cho cô? Bố thích thì tự đi mà lấy. Cô đang dọn dẹp ấy mà. Thôi đi, bà không cần phải diễn nữa. Ở đây chỉ có hai người thôi. Đúng đấy. Tao làm cái gì thì chắc mày biết rồi đấy. Tao lục lọi để có tiền không tao lấy. Mày tưởng mày nói bố mày tin mày chắc. Bố mày giàu nhưng mà ngu. Rồi có ngày mày cũng phải cuốn xéo ra khỏi cái nhà này. Bà được lắm. Quả nhiên là linh cảm của tôi không sai. Hôm trước rõ ràng tôi nghe thấy bà nói, rồi còn chửi rủa bố con tôi nữa. Đúng vậy. Mày nghĩ tao hầu hạ bố con nhà mày chắc? Cơm bưng nước rót đến tận mồm rồi còn kêu, còn đòi hỏi. Rồi sẽ có ngày bà phải nhận quả báo vì những gì mình đã làm thôi. Mấy hôm nay em thấy con bé My nó cứ nhìn thấy mặt em là nó tránh. Em chả biết làm thế nào để cho con bé nó có thiện cảm với mình anh ạ. Con bé từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều, tính thì hay bốc đồng, ương bướng. Rồi dần dần nó sẽ hiểu thôi em ạ. Em hiểu mà. Nhưng em có ý thế này. Hay để con bé nó có tính chủ động, mình nên cho nó ra ngoài nó làm. Nó sẽ hiểu được giá trị của đồng tiền. Lúc ý nó sẽ hiểu ra thôi anh ạ. Không được đâu em ạ. Hiện tại nó đang làm giám đốc ở công ty anh, thi thoảng cũng có hơi chút lơ là, lệ thuộc. Nhưng mà để nó ra ngoài thì anh không yên tâm. Với lại cái vị trí ấy của nó, biết tìm ai để thay thế đây. Em nghĩ là cứ để cho nó ra ngoài, nó tự chủ. Chứ làm việc ở trong công ty gia đình mà nó cứ bị thụ động, biết đâu cho nó ra ngoài ấy, có khi nó lại cố gắng anh ạ. Mà thay cái vị trí của anh ấy thì anh cứ yên tâm đừng lo. Em có thằng cháu mới đi du học nước ngoài về. Hay anh cứ thử xem thế nào. Cũng có lý đấy. Đấy là cũng em chỉ nói thế thôi. Mọi chuyện cũng chỉ là em muốn tốt cho con và anh. Chứ còn em luôn coi con My như con của mình. Còn mọi chuyện quyết định là do anh mà. Em nói cũng có lý. Để anh cân nhắc thêm. Nếu cậu cháu của em rảnh ấy, thì mai bảo qua công ty để anh kiểm tra xem trình độ đến đâu. Vâng, em cảm ơn anh. Cái này là do bà làm đúng không? Thực sự cô không hiểu cháu đang nói gì. Bà im đi. Bà không cần phải giả vờ diễn trước mặt bố tôi nữa. Tất cả mọi chuyện này là do bà sắp đặt. Những chuyện này bà làm gì với tôi cũng được, nhưng không được đụng đến di ảnh của mẹ tôi. Con có im ngay không? Con có biết con đang làm gì không hả? Bố còn không biết à? Hôm qua chính mắt của con đã thấy bà ta đi vào phòng của bố, định lục lọi két sắt rồi lấy tiền của bố đấy. Còn gì, bà ta còn giả vờ rơi bát rồi đứt tay.
vào bức ảnh này của mẹ, không bà ta thì ai? Bà ta quyến rũ bố, chỉ có ý định moi tiền của bố thôi. Còn giờ định cho vào người nhà và công ty để đạt được mục đích của mình. Con nói gì? Thực sự mẹ không hiểu. Mẹ... Bố biết là con cũng không yêu thích gì mẹ kế, nhưng con đừng có đặt điều vu oan như vậy. Con học đâu cái tính vu khống cho người khác như thế hả? Mẹ á? Trên đời này con chỉ có duy nhất một mẹ thôi. Hả? Bố đánh con. Bố không tin con ruột của bố mà bố lại đi tìm một người mới vào nhà này ạ? Được, con sẽ đi. Thì ông, ôi, em làm sao thế? Đau đầu à? Vừa đau vừa tức mà không làm gì được chứ. Sao? Dạo này lo nghĩ nhiều quá à? Mà mặt mày kìa, xuống sắc thế. Thì đây, dạo này mặt nổi lên đống mụn. Công việc gia đình dồn dập lại stress dã man. Thôi, này, tao cho mày cái này, serum trị mụn Riskin. Cái này á, dùng tốt cực. Mấy hôm trước tao cày phim ấy, nổi lên một đống mụn luôn. Dùng cái này hết nhanh lắm, mày dùng thử đi. Riskin à? Để tí nữa về tao thử xem sao. Mà này, có chuyện gì kể tao nghe xem. Thì đây nhá. Cái gì? Chỉ vì một cái bà dở hơi chớ đất hỡi ở đâu đâu mà đánh mày rồi còn đuổi mày ra khỏi công ty nữa. Thì đấy, chính vì thế nên tao chẳng hiểu sao bố tao ăn phải bùa mê thuốc lú rồi của bà ấy mà nhá, còn đuổi tao ra khỏi công ty, xong rồi cho thằng cháu nào vào sẽ bảo làm như thế tao mới trưởng thành được chứ. Cái gì mà vô lý thế? Mày có ảnh không? Cho tao xem đi, xem bà ta là yêu quái phương nào mà ghê gớm thế nhở. Đây này. Ơ, ơ, người quen mà. Mày quen bà này á? Trời ơi, bà này ở xóm tao đấy. Nổi tiếng là toàn đi chăn dắt đàn ông thôi, mà toàn cặp kè với người đã có gia đình. Vợ con người ta đánh cho suốt mà có chừa đâu. Còn cái thằng này là con của bà ta luôn mà. Thật không? Thế mà bà ấy bảo đây là cháu sẽ còn du học nước ngoài nữa chứ. Du học gì cái thằng này? Ngày xưa ấy, nó học cùng khối dân lập với tao. Vừa học ngu suốt ngày quậy phá. Mấy lần mẹ nó xin cho vào mấy công ty gì gì ấy. Đấy, nhưng mà làm ăn có được đâu. Toàn rút vốn công trình rồi ăn cắp tiền lương của công nhân. Còn hay đánh cờ bạc nữa cơ. Ui, đợt trước bị chúng nó đánh cho nhập viện mấy tháng rồi mà. Mày nói tao mới biết đấy. Thật không ngờ luôn. Mà tao đang đau hết cả đầu đây này. Không biết làm thế nào để vạch trần được cái bộ mặt giả dối của bà ta. Mày phải khéo vào, vì bà này tinh vi lắm, lại còn được lòng đàn ông nữa chứ. Theo như tao nghĩ, bây giờ ấy, mày phải tìm một công việc mới, rồi cả chỗ ở mới nữa. À, tao có ông anh đang tuyển nhân viên ấy. Nhưng mà công ty startup nhỏ nhỏ thôi, với cả lương nhân viên sale cũng không được cao lắm. Tao chỉ sợ là mày ngại vì nhân viên lương sale thấp lắm luôn ấy. Nhưng mà được cái là có hợp đồng, mày mà làm tốt thì được ăn theo phần trăm hoa hồng đấy. Thời gian đầu hơi vất vả thôi. Có công việc là được rồi. Mấy nay ở nhà cuồng tay cuồng chân dã man. Mà quan trọng ấy, tao nghĩ là chỉ cần năng lực bản thân thôi. Tao phải chứng minh cho bố tao thấy là bố tao đã sai khi không tin tưởng tao. Thôi, uống nước đi. Mà tao vẫn giận bà ta lắm mày. Cơm mày nấu ngon thật đấy. Lâu lắm rồi con mới làm cơm ngon như vậy đấy. Nhỡ ai nghe thấy thì lộ hết. Mẹ lo cái gì? Nhà này con xem rồi, không có camera đâu. Với lại bây giờ mình mẹ ở cái nhà này rồi, mẹ sợ ai nữa. Thế thì từ mai khi nào đói cứ đến mẹ nấu cho mà ăn. Liệu ông tao có nghi ngờ gì không? Con cũng phải lo. Bây giờ ông ấy tin tưởng mẹ lắm. Mẹ nói cái gì ông cũng nghe. Mà mẹ thấy ở trong phòng ông ấy có một tủ rất to, trong ấy có rất nhiều tài liệu quan trọng.
mẹ đang chờ thời cơ. Giờ đang nhạy cảm con ạ. Vâng. Mà ấy, chỉ cần con đứng được vững ấy, thì một cái tủ hay là 10 cái tủ ấy, có con cho bằng hết. Cái công ty này to lắm, con mới rút rõ 2 cái hợp đồng thôi mà được vài trăm triệu lận rồi. Con của mẹ thật là thông minh. Ông ta giàu nhưng ngu lắm. Biết kiếm tiền nhưng mà lại không biết tiêu tiền. Mà con nghĩ là mẹ thật lòng nên mẹ xin cái gì cũng cho. Mẹ mới giả vờ đánh vỡ cái bát, ông ta đã dãy đành lên rồi đuổi con gái ra khỏi nhà. Bà vừa nói gì? Bà nói lại cho tôi nghe xem nào. Sao ông lại về giờ này? Tôi để quên tài liệu ở nhà, nhưng không ngờ về tôi mới thấy rõ âm mưu của bà. Phải như vậy đâu, ông hiểu lầm rồi. Dạ, đúng rồi đấy ạ, chủ tịch hiểu nhầm rồi, cháu. Thôi đi, hai cô cháu nhà bà, à không, hai mẹ con nhà bà cùng một ruột lừa đảo tôi. Tôi đã tin tưởng nhầm người. Tôi có để cho bà thiếu thốn thứ gì không hả? Mà bà nỡ đối xử với tôi như thế. Còn mày, mày đã làm gì với công ty của tao hả? Mày có biết công ty đấy tao đã phải mất bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt để gây dựng nó không hả? Mày đúng là đồ khốn nạn. Khốn nạn á? Thế ông nghĩ sao? Bà mẹ tao phải đứng đây chịu đựng ông, hầu hạ cái nhà này, không phải vì tiền, vì tài sản ấy, vì công ty của ông ấy, thì bọn tôi ấy đã chẳng mất công mất sức như vậy đâu. Nếu ngay từ đầu ấy ông ngoan ngoãn giao nộp công ty, giao nộp lại tài sản ấy, thì mẹ tôi đã chẳng phải vất vả như vậy rồi. Mày mẹ ơi, ông ta thế này có phải đưa thuốc cho ông ta không? Không kịp đâu con, bây giờ con giao bán công ty đi, để mẹ phá tủ lấy hết tài liệu rồi mẹ con mình trốn ra nước ngoài, chỉ còn cách đó thôi. Nếu ông ta có mệnh hệ gì thì mẹ con ta không gánh được đâu. Dạ vâng. Mi, mày biết tin gì không? Gấp lắm. Tin gì? Mày nói luôn xem nào. Công ty của bố mày đang bị mấy công ty đối tác đòi bồi thường hợp đồng, lại còn rút vốn nữa. Mấy ngày hôm nay tôi không thấy động thái gì, tự dưng đùng đùng bố mày giao bán công ty vì giá rẻ như cho đấy. Ôi, không thể như thế được. Từ trước đến nay làm gì có chuyện đấy chứ. Bố ta làm việc rất đàng hoàng và chỉn chu, không thể có sai sót được. Mày hẹn gặp gấp đại diện phía đối tác cho tao. Tao phải mua lại công ty, không thể để ai nhanh chân hơn được. Được rồi. Vậy là đã xong. Cảm ơn chị. Hợp tác mua bán thành công. Nhưng mà tôi có chút tò mò, tôi hỏi cậu được không? Dạ vâng, chị cứ hỏi đi ạ. Tôi nghe nói chủ tịch của công ty này là một ông chú đứng tuổi cơ mà. Gặp cậu ở đây tôi rất là ngạc nhiên vì cậu đang còn trẻ mà đã có tài cao. Chẳng giấu gì chị, công ty đang gặp một số trục trặc lớn. Để bán công ty đi như vậy quả thật là một thiệt hại lớn đối với bên em. Phần vì không chịu nổi cú sốc này nên chú ấy đã về quê sinh sống rồi. Em phải ra thay mặt thôi. Nếu không còn gì nữa thì em xin phép. Được. Chào cậu. Chào chị. Thuê bao quý khách vừa gọi. Sao thế nào rồi? Trả lời mâu thuẫn lắm. Tao chắc chắn ở đây có khúc mắc gì đó. Bố tao sẽ không hành xử như vậy đâu. Mà điều quan trọng là ấy, nhà tao làm gì có ai ở quê mà bố tao về quê sinh sống chứ. Đây không phải phong cách của bố tao. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Tao phải về nhà một chuyến thôi. Này, chờ tao với. Thank you.
Mẹ xong chưa? Bác sĩ đợi dưới rồi. Rồi, từ từ bảo họ đợi tí. Bao nhiêu mà không lục đi, chứ không đi bắt đầu lục. Thì gian. Cầu thế. Đợi tí đi, đảm đảm. Các người làm gì vậy? Ồ, sao đây là chị? Sao chị vào nhà tôi? Đây là nhà tôi, mà tôi về tôi phải xin phép anh nữa. Sao con lại về đây? Cô ấy là con gái của ông ta. Các người vừa làm gì đấy? Tại sao bố tôi lại nằm như này? Mi, bình tĩnh đã. Mày gọi cấp cứu cho tao nhanh lên. Không, không phải. Mẹ nấu cháo không biết nên cho ít hạt tiêu vào, nên bố con bị dị ứng ấy mà. Bà im đi. Bà tưởng tôi không biết cái gì á? Bà với cậu ta thông đồng với nhau để bán công ty của bố tôi, xong giờ lại còn ăn trộm tiền của nhà tôi, rồi bây giờ lại định cao chạy xa bay á? Nếu mà bố tôi có mệnh hệ gì thì hai người không xong đâu. Những việc ấy là tao làm đấy. Mày biết rồi thì làm sao? Mày làm gì được tao nào? Tao lừa ông ta để cho con trai tao vào đấy. Kể cả cái ảnh của mẹ mày cũng là tao vẽ đấy. Mày làm gì được? Chính tao là người bán nhà, bán công ty để lấy tiền. Mày làm gì được tao nào? Nếu như ngay từ đầu ấy, bố mày với mày mà ngoan ngoãn ấy, thì đâu đến nỗi như thế này. Giờ chứng cứ đâu? Bằng chứng đâu mà mày đòi buộc tội tao? Bà cần bằng chứng đúng không? Được, tôi sẽ cho bà bằng chứng. Từ ngày mà tôi thấy bà có ý định ăn trộm tiền của nhà tôi đã lắp đặt camera giấu kín trong cái phòng này để hai người không biết được. Bây giờ bà cần bằng chứng, tôi sẽ mở camera lên cho bà xem. Không thể như thế được. Có gì mà không thể chứ? Từ nãy giờ tôi đã ghi âm được hết những gì hai mẹ con bà nói rồi. Còn cậu? Còn đây là bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập được. Cậu rút ruột công trình của công ty, cậu còn buôn lậu trái phép nữa. Cậu nghĩ cậu trốn được à? Chúng tôi đã trình báo chuyện này cho công an biết rồi. Hai người chuẩn bị lên đấy mà khai báo đi. Cậu nghĩ cậu ăn được tiền bán công ty à? Đừng có mơ. Chị ơi, em xin lỗi chị ạ. Chị tha cho em ạ. Tất cả mọi chuyện này là do bà ta xúi giục em. Em không biết, không liên quan gì cả. Em không muốn đi tù đâu, chị tha cho em ạ. Thằng mất dạy. Mày dám lật mặt cả với tao à? Im đi. Hai mẹ con nhà bà giống nhau cả thôi. Tất cả các người đều không xứng đáng được tha thứ và phải chịu tội trước pháp luật. Bố đi từ từ thôi kẻo ngã. Mà trời lạnh thế này, bố cứ nhất quyết đòi ra đường làm gì? Con gái bố dạo này bận quá. Bố muốn ra ngoài cho thay đổi không khí, với cho con bớt căng thẳng. Tết đến nơi rồi mà cũng chưa mua sắm được gì. Công ty dạo này thế nào con? Công ty vẫn ổn, tại giờ gần Tết nên là hơi bận một chút thôi ạ. Cô ơi, chú ơi, cho tôi xin mấy đồng tiền lẻ. Con có tiền lẻ, cho họ mấy đồng để mua bánh mì. Trời lạnh như thế này, thấy cũng tội nghiệp. Cả ngày ở ngoài đường, cũng chẳng sung sướng gì. Vâng, bố đứng đợi con một chút nhá, con sẽ quay lại luôn. Sao cô lại ra nông nỗi này? Tại ngày xưa do tôi tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn nên bây giờ phải trả giá. Thằng con trai thì tù tội chưa về mà họ đến xiết nợ. Tôi phải trốn đi ăn xin, chứ nếu để chúng bắt được, chúng giết tôi mất. Cô cầm lấy đi, cháu chỉ còn một ít này thôi, không nhiều.
nhưng cũng đủ để cho cô ăn no một bữa, với mua vé xe về quê ăn Tết với gia đình và họ hàng. Không, tôi không dám nhận đâu. Tôi còn mặt mũi nào mà nhận tiền của cô nữa. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, cháu cũng không muốn nhắc lại đâu. Cô cứ cầm lấy cho cháu vui. Cháu mong từ nay về sau cô sẽ thay đổi và sống tốt hơn. Nếu có khó khăn gì cô cứ bảo cháu, cháu giúp được, chắc chắn cháu sẽ giúp. Cảm ơn cô. Tôi sẽ không bao giờ quên được sự giúp đỡ của cô đâu. Cháu mới phải là người biết ơn cô chứ. Nhờ có cô mà cháu mới có động lực để khẳng định bản thân và được như ngày hôm nay. À cô, cháu chúc cô có một cái Tết ấm no và vui vẻ. Bố. Giật hết cả mình. Con nói chuyện gì với người ta mà lâu thế? À, không có gì đâu ạ. Con chỉ bảo người ta cố gắng sống tốt hơn thôi. Mà Tết năm nay bố muốn mua đào hay là quất? Để con dẫn bố đi chợ nhá. Trưa nay bố muốn ăn gì nào?